chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Bản tin số 135 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ triển khai trạm giao nhận thông minh. Ra mắt nền tảng bán hàng online Postshop. Bưu điện tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bưu điện tỉnh Hải Dương và VNPT Hải Dương ký kết thỏa thuận hợp tác. Bưu điện tỉnh Bình Thuận, Kon Tum, Vĩnh Phúc triển khai chiến dịch 3.0. Và ở chuyên mục hình ảnh đẹp Bưu điện Việt Nam tuần này, chúng tôi xin gửi đến anh chị và các bạn những chia sẻ của anh Lâm Quang Vũ và chị Trương Thị Minh Hiệp hiện đang làm việc tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Hai anh chị vinh dự đạt giải nhất và giải ba hội thi tay nghề năm 2023, chủ đề người vận chuyển tài năng do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa anh chị và các bạn, ngày 18 tháng 11 năm 2023, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Adela Building, Adela tổ chức lễ triển khai trạm giao nhận thông minh, mang đến cho khách hàng trải nghiệm, giao nhận, lưu trữ hàng hóa chủ động, thuận tiện trong thời đại số. Đây là giải pháp mang đậm tính công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực bưu chính, cho thấy Vietnam Post đang không ngừng đa dạng hóa, hiện đại hóa các phương thức giao nhận hàng theo xu hướng phát triển của công nghệ, thị trường, tiếp cận sâu rộng để đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Sáng 16 tháng 11, tại Hà Nội, Trung tâm Kinh doanh và Phân phối, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chính thức ra mắt nền tảng bán hàng online Postshop. Ra mắt trong thời điểm các mô hình kinh doanh online đang nhận được sự quan tâm của nhiều người, Postshop chạm tới đúng nhu cầu tìm kiếm việc làm của nhiều đối tượng và thành phần trong xã hội. Nền tảng Postshop giúp khởi sự kinh doanh, tạo ra thu nhập bền vững mà không cần bỏ vốn, không yêu cầu lưu kho và không cần lo đến khâu vận hành. Ngày 15 tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Văn Cao 1923-2023. Bộ tem gồm một mẫu với giá mặt 4.000 đồng, có khuôn khổ 43 x 32mm do họa sĩ Phạm Quang Diệu, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Tuần qua, Bưu điện các tỉnh Bình Thuận, Kon Tum và Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch 3.0 tới toàn thể lãnh đạo chủ chốt phòng ban, đơn vị và quán triệt công tác truyền thông tới toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động để chiến dịch đạt được hiệu quả tốt nhất. Qua đó góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng bưu chính chuyển phát trong quý 4 năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán. Ngày 16 tháng 11, để kịp thời động viên khuyến khích cán bộ công nhân viên, người lao động tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Bưu điện thành phố Hà Nội đã tổ chức trao thưởng cho 4 đơn vị xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu tính lương trước 45 ngày so với kế hoạch năm 2023. Đó là các đơn vị Bưu điện huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên. Chiều ngày 8 tháng 11, Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc hợp tác giữa Công an và Bưu điện tỉnh nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội. Ngày 13 tháng 11, Bưu điện tỉnh Hải Dương và Trung tâm Kinh doanh VNPT Hải Dương đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác. Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất phương thức hợp tác, phát huy thế mạnh, phối hợp chặt chẽ, sớm triển khai những nội dung trong thỏa thuận hợp tác, qua đó phát triển doanh thu của hai đơn vị. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Nhằm đẩy mạnh doanh số dịch vụ số trên app Năm Rễ và kinh doanh bưu điện văn hóa xã các tháng cuối năm, sáng ngày 15 tháng 11, Phòng Văn hóa xã Ban Dịch vụ Bưu chính phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bán lẻ Ba Miền đã có buổi làm việc với Bưu điện tỉnh Ninh Thuận. Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá kết quả 10 tháng, phân tích nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình kinh doanh của Bưu điện tỉnh, xây dựng chương trình thi đua, giải pháp thúc đẩy các tháng cuối năm, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân tối thiểu 10 tỷ đồng. Trong tuần, các đơn vị trên mạng lưới tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội các địa phương tổ chức ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Trong khuôn khổ lễ ra quân, hai đơn vị đã tổ chức tư vấn lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, các chế độ khi người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 15 tháng 11, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ trao quyết định và gặp mặt chia tay cán bộ nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước cho đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái sau 35 năm công tác trong ngành bưu điện. Tuần qua, các đơn vị tiếp tục tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo,
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng cho cán bộ công nhân viên, người lao động tại đơn vị. Có thể kể đến như khóa đào tạo chương trình thay đổi để thích ứng, lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, lớp tập huấn hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia, đào tạo triển khai kênh bán hàng, các sản phẩm hợp tác phân phối của VNPT, tập huấn vay tiêu dùng trên app mobile, tạo tài khoản Tinex liên kết với ngân hàng hàng hải, hướng đến không dùng tiền mặt phối hợp với thành đoàn Phan Thiết. Ngày 11 tháng 11, Bưu điện tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và Nghiệp vụ Bưu điện tổ chức thi nâng bậc 2023 cho 65 người lao động với các chức danh kiểm soát viên, giao dịch viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên xử lý nghiệp vụ. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc và tuân thủ theo quy định. Anh chị và các bạn thân mến, ngày 8 tháng 11 vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức vòng chung kết trao giải hội thi tay nghề năm 2023, chủ đề Người vận chuyển tài năng. Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức với sự đồng hành của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lâm Quang Vũ và chị Trương Thị Minh Hiệp đang làm việc tại Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải nhất và giải ba tại hội thi. Những chia sẻ của anh Vũ và chị Hiệp về niềm đam mê trong công việc của mình trong mục Hình ảnh đẹp Bưu điện Việt Nam cũng sẽ là nội dung khép lại bản tin nội bộ tuần này. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin trọng kính chào các anh chị đang theo dõi bản tin nội bộ của Tổng ty Bưu điện Việt Nam. Tôi tên là Cường Quốc, hiện đang công tác tại Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Lâm Quang Vũ và chị Trương Thị Minh Hiệp đang công tác tại Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai thí sinh của hội thi Người vận chuyển năm 2023 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Giải nhất thuộc về anh Lâm Quang Vũ và giải ba thuộc về chị Trương Thị Minh Hiệp. Sau đây xin trân trọng kính mời các anh chị cùng gặp gỡ hai gương mặt của Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Xin chào các anh chị trên mạng lưới. Rất vui vì ngày hôm nay hai bạn nhận lời phỏng vấn. Xin chào MC, chào các anh chị đang theo dõi bản tin. Hai bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ? Xin chào các anh chị, em là Trương Thị Minh Diệp, hiện công tác tại phòng kinh doanh Bưu điện thành phố Thủ Đức, trực thuộc Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào các anh chị, tôi tên là Lâm Quang Vũ, hiện tại đang công tác tại Bưu phát quận 5 thuộc Trung tâm phát 3 Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị có thể chia sẻ không ạ? Đâu là cơ duyên đưa anh chị đến công việc hiện nay và gắn bó tới thời điểm này? Vào năm 2016, tôi được tham gia vào công việc và bắt đầu công việc tại Trung tâm Khai thác Vận chuyển Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Và đến thời điểm hiện tại, tôi hiện đang công tác tại Trung tâm Phát 3, Bưu phát quận 5, thuộc Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu bước vào bưu điện thì tôi được một người thân làm trong ngành giới thiệu. Tới nay còn đã công tác được 6 năm. Tôi cảm thấy mình rất là còn duyên với bưu điện và quá trình làm việc, anh chị có thể chia sẻ đâu là kỷ niệm nhớ nhất của anh chị không ạ? Trong quá trình làm việc của tôi thì các kỷ niệm đẹp, buồn, vui rất nhiều. Tuy nhiên kỷ niệm mà làm tôi ấn tượng nhất, nhớ nhất là giai đoạn dịch Covid năm 2021. Thì trong giai đoạn trên, dù cả thành phố lockdown, tất cả những cái cơ sở trang thiết bị y tế, tất cả cái về đường xá đều khó khăn. Tuy nhiên là từng bộ phận, từng khâu của Bưu điện thành phố vẫn duy trì, vẫn đảm bảo nhằm không đứt gãy chuỗi cung ứng, và lãnh đạo thành phố thời điểm trên cũng đồng hành, cũng chia sẻ, cũng cố gắng hỗ trợ với nhân viên trong từng cái khó khăn, từng cái hoàn cảnh. Vâng, quay trở lại với hội thi, anh chị đã có những chuẩn bị gì cho hội thi và trong những công tác chuẩn bị đó, anh chị có những khó khăn gì không ạ? Cái ngành vận chuyển, cái nghề vận chuyển là một trong những cái nghề của mình, những công việc của mình thực hiện hàng ngày. Thì cộng thêm đó là mình cố gắng học tập cũng như là cố gắng nghiên cứu chuyên sâu thêm những cái khóa học tập, những văn bản, những khóa đào tạo của thành phố cũng như là những cái chương trình e-learning của tổng công ty. Thì qua những bài học trên thì mình cũng đúc kết được rồi những cái kinh nghiệm cũng như là những kỹ năng để tham gia vào chương trình người vận chuyển tài năng. Vâng, xin cảm ơn anh Vũ. Với Hiệp thì là mình bản thân là không chuyên về nghề vận chuyển, nhưng từ động lực nào và cũng như là những cái công tác chuẩn bị như thế nào để dành cho hội thi mà giúp cho Hiệp có thể đạt giải ba, thì Hiệp có thể chia sẻ thêm về phần đó không ạ? Đầu tiên là theo phong trào của do đoàn thanh niên của thành phố tác động, là một cán bộ đoàn nên mình là
tiên phong đăng ký, thì mình cũng tìm hiểu về cái luật rồi các cái nghiệp vụ, tại vì liên quan đến nghề vận chuyển mà mình cũng là một thành viên trong cái chuỗi cung ứng, nên là nó cũng có nhiều cái công việc liên quan, rồi chỉ lo lắng là khó khăn của mình là về cái khâu mà khách hàng, trong cái khâu mà có thực hiện đúng cái quy trình dịch vụ không, còn lại thì cũng cảm thấy không có vấn đề gì khó. Vậy cho Quốc hỏi lại một chút, được biết anh Long Văn Vũ hiện nay là phó bí thư đoàn của trung tâm Phát 3 trực thuộc đoàn bưu điện thành phố. Vậy là một cán bộ đoàn, anh Vũ đã có những cái thuận lợi nào khi tham gia cuộc thi? Trong công tác chuyên môn thì những cái công tác về luật an toàn giao thông cũng như là những cái công tác về quy trình nghiệp vụ chuyển phát thì được đơn vị cũng như là bưu điện thành phố rất là quan tâm và được đào tạo thường xuyên. Cho nên là những cái việc mà về quy trình trước trong sau phát cũng như là những cái cơ bản về luật an toàn giao thông thì cũng nghĩ là không chỉ Vũ mà tất cả những anh chị em trong trung tâm Phát 3 đều hoàn thành tốt những cái câu hỏi như vậy. Tuy nhiên là về cái phần mà cái bộ đoàn thì phía đoàn thanh niên cũng như là có những cái buổi tập huấn, những buổi đào tạo về thủ lĩnh đoàn, rồi những lực lượng đoàn nòng cốt vân vân, những chương trình về đoàn, thì những chương trình trên đó thì cũng giúp cho mình có được nhiều cái kinh nghiệm cũng như những cái bài học nhất định để lấy đó làm những cái kỹ năng, thì khi mà đi vô cuộc thi thì mình cũng có thêm những cái vốn kiến thức cũng như là những cái kỹ năng nhất định để qua đó mình có được kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi vừa rồi. Còn đối với Minh Hiệp thì được biết là Hiệp hiện nay là bí thư đoàn của Bưu điện thành phố Thủ Đức, một đơn vị chuyên về kinh doanh, thì cùng câu hỏi với lại anh Vũ, anh là một cán bộ đoàn, khi tham gia cuộc thi thì Minh Hiệp đã có những thuận lợi nào thì có thể chia sẻ được không? Là một cán bộ đoàn thì đầu tiên là mình đã được là những người tiếp cận với những cái thông tin về cuộc thi trước các bạn, mình cũng phổ biến đến cho các bạn trong đoàn của đoàn viên của mình để mọi người và vận động mọi người cùng đăng ký tham gia, thì mình tiếp cận nó trước nên là mình cũng chủ động và mình làm gương nên mình tham gia, và cũng rất là may mắn vì những câu hỏi liên quan đến luật giao thông mình cũng nắm và mình đã làm tốt cái phần thi của mình. Và câu hỏi cuối dành cho các anh chị, anh chị có thể chia sẻ thêm cho các anh chị em của mạng trên mạng lưới bưu điện, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, một câu nói cũng hoặc là một phương châm sống mà có thể truyền động lực đến tất cả mọi người được không ạ? Lực lượng đoàn thanh niên là một trong những cánh tay nối dài của đảng. Chúng ta nên cố gắng học tập, rèn luyện và đoàn kết với tất cả các tinh thần, với tất cả các cái nhiệt huyết hiện tại. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm được. Chúng ta chỉ một hệ quy chiếu là tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Bưu điện Việt Nam. Thì tôi nghĩ là mỗi cá nhân chúng ta chỉ cần cố gắng một chút thì sẽ có một tập thể VNBoss vững mạnh. Còn đối với Hiệp? Mình có một câu nói là mình rất thích, thật ra là cũng là một cái slogan của tuổi trẻ thôi, là làm hết sức, chơi hết mình. Mình muốn nhắn nhủ đến các bạn và anh chị em đi còn lưới là mình vừa trong công việc thì mình cố gắng làm thật tốt để đạt được kết quả cao, còn trong cái những lúc mà tham gia các hoạt động vui chơi thì mình cứ chơi hết mình để có một cái khoảng thời gian được tươi đẹp với Bưu điện Việt Nam. Xin cảm ơn buổi phỏng vấn của hai bạn. Một lần nữa, xin chúc mừng các bạn đã đạt thành tích cao trong hội thi luật vận chuyển tài năng năm 2023. Xin kính chúc hai bạn luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào. Xin chào tất cả mọi người. Các anh chị vui lòng nhấn nút like và subscribe kênh để được cập nhật các thông tin mới nhất về Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trân trọng cảm ơn. Bưu điện Việt Nam gửi cả niềm tin.